đọc cái gì mà tai ta nghe sấm nổ. Trần Dương gia nào nhà Bắc Quy Hàng? Đó là Dương gia Trần Kiện, con của Tịnh Quốc Công. Con của Tịnh Quốc Công, Dương gia Trần Kiện. Thương mấy cho con ta, tội mấy cho con ta, cánh chim hồng vàng cánh trở đầu xa, mà lại ngàn trái nghe theo cuồng sông dân mọt nước. Chắc là lo rối ruột, chắc là bị nát đầu, nên nói mới cho người tìm lại cha già, phân cho một nẻo chung xuyên vẹn vẽ đây mà. Tha mã vì tình cha, đọc tiếp đi con cha. Bởi vậy nên chi nhờ đại quốc mưu toan ngôi báo, Trần Dương gia nhập Bắc Quy Hàng. Phận con lai đà, phận gia thần giữ đạo, cấp kiếm chạy theo người. Ta quỳ xuống đây vang vái cùng đất trời cây cỏ, cầm bằng như núi xúc núi từ nhỏ, cầm bằng như máu của ta rơi từ những ngày xa xưa. Chẳng biết tình tôi để ngài nhớ đêm mong, chớ biết gì đây chỗ lòng nặng vì ai, ngậm nắng nghĩ nuốt bi cay ai, nhỏ sẽ tim già. Ơi hỡi đất trời thâm thẳm bao dài, cô thâu cho
mắt vẫn mở trừng ta. Chắc chưa hiểu được lòng dạ. Dựng ông lão dựng chứ. Lão dựng mà lão thương con. Nhắm mắt đi con, nhắm mắt mà kịp. Cha đang ngăn con không làm điều phản dân hại nước. Mảnh đất quê hương sẽ mở rộng tức lòng, mà phụ âm hình hại con trẻ. Nghe không phục? Mày cãi lời tao đánh mày chết, mày nghe chưa hả? Mày nghe không hả phục hả? Cha. Đưa gì để ta nói mình? Không. Đưa đây. Đèo đền đầu núi, làng quê hấp hiu thưa bóng người.